Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm qua trong cửa hàng mới bán gói đồ mới để mình review cho mọi người xem nha. Đầu tiên là gói Magic Gun tình yêu, tiếp theo là gói Magic Gun nước và cuối cùng là gói Magic Gun ánh sao. Ba gói Magic Gun này đều bán với giá 149k và chỉ khác nhau về màu của trang phục và kiểu tóc của nhân vật thôi nha mọi người. Mình thấy ba gói đều đẹp. Mình thấy gói màu hồng nhìn có vẻ mạnh mẽ và cá tính nên mình sẽ mua gói màu hồng review cho mọi người xem nha. Gói này bao gồm 5 món là tóc Magic Gun tình yêu, băng đồ Magic Gun tình yêu, đầm Magic Gun tình yêu, giày Magic Gun tình yêu và một cái gậy phép tình yêu. Mình mua gói này qua Zalo Pay với giá 105k và được tặng thêm 15 kim cương đó mọi người. Giờ mình mở hết đồ rồi mặc vô cho mọi người xem nè. Trong ba gói này thì mình thấy gói màu hồng và màu vàng đẹp. Bộ màu hồng này mình mặc cũng đẹp với dễ thương đúng không mọi người? 105k mà được 5 món như này thì mình thấy cũng ok rồi. Còn mọi người thấy bộ này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Rồi ok, giờ mình sẽ review cái gậy phép tình yêu nha mọi người. Không biết gậy phép này có hiệu ứng gì đặc biệt không? Gậy phép này có hiệu ứng với hành động biến hình như trong phim Thủy Thủ Mặt Trăng luôn nè mọi người. Nhìn hiệu ứng đẹp ha mọi người. Để mình ký tường cho bạn này đã nha mọi người. Mình chỉ ký được cho bạn nào gặp mình chứ mấy bạn gửi thư giờ game không cho ấn vô avatar nữa nên mình không ký tường được. Mọi người thông cảm nha. Khá là lâu rồi mình không đi leo tháp. Leo tháp không vật phẩm thì mình leo nhiều rồi. Giờ mình sẽ leo tháp full vật phẩm cho mọi người xem nha. Mình leo bằng vật phẩm cũng tạm thôi nha mọi người. Leo full vật phẩm cũng khó lắm, mình té lên té xuống hoài.